các bé. Các bé ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con ngựa nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Đây là con ngựa. Đây là con ngựa. Ngựa là loài động vật có vú. Ngựa là loài động vật có vú. Con ngựa này có mấy chân? Con ngựa này có mấy chân? Con ngựa này có 4 chân. Con ngựa này có 4 chân. Con ngựa này có màu gì? Con ngựa này có màu gì? Con ngựa này có màu trắng. Con ngựa này có màu trắng. Những con ngựa này đang làm gì? Những con ngựa này đang làm gì? Những con ngựa này đang ăn rơm. Những con ngựa này đang ăn rơm. Hai con ngựa này đang làm gì? Hai con ngựa này đang làm gì? Hai con ngựa này đang ăn cỏ. Cỏ là thức ăn yêu thích của ngựa. Hai con ngựa này đang ăn cỏ. Cỏ là thức ăn yêu thích của ngựa. Con ngựa kêu như thế nào? Bài học hôm nay của chúng ta về con ngựa đến đây là hết rồi. Các bé nhớ đón xem các bài học bổ ích của PinTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những video sau.